Yumi. It's Greg. What's going anh on? Anh có chuyện cần gặp em. Weren't we supposed to meet at your house at 4? Gọi lại cho anh gấp nha. Call me when you get this. I'm here waiting. Em biết anh đang ở trong đó. Mở cửa cho em đi. Ở một mình hả? I don't know what you're talking about. Em nói gì vậy? You don't trust me? Em tìm cái gì vậy? Sao không thấy gì? What is that supposed to mean? Nói cho anh nghe xem nào. Amanda. I hear she's a model. A super ngày mai em đi Nhật. I hired detectives to follow you around. They have pictures. Em đem cho anh xem mấy bức hình của cô ấy. Not as artistic as yours, but I think you'll agree they have a certain something. Sao ở đây không thấy con? She's only been in the country 3 months, and you're already sleeping with her. What do you want? I want to talk to her. This is between me and you. Sao? Tell me what you want to say to her. Chị với anh và em. Em nói gì với cô ấy? Stop sleeping with my husband. Em không muốn ai ngủ với chồng của em cả. Where is she? Cô ấy đâu rồi? Amanda, wait. Where is she? Cô ấy đâu? Where are you hiding her? What are you talking about? Cô ấy trốn ở đâu hả? Amanda, anh không hiểu em nói gì. Cô ta đâu? Bình tĩnh nào, anh đừng có giấu nữa. You are the only one I love. Em là tất cả của anh. Cô ta không có nghĩa gì hết. Why did you make plans to see her today? Có thật vậy không anh? I was planning on breaking up with her today. Anh xin thề đấy. You are never a very good liar. Amanda, no. Anh đã giống. Mẹ nè, mẹ nè. Get away from me. Đuổi em ra. Amanda, I love you so much. Why can't you? Anh cần em mà. Anh yêu em. Anh là thằng chẻo. Anh lừa dối tôi. Mena. 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 Oh my God, what have I done? Dù ơi, làm sao đây? I'm sorry. Anh xin lỗi.
Hello? Ai đó? Who's there? Ai vậy? What? Cái gì? Everything okay? Không sao chứ. Are you having problems?
problems anh, with your anh, car? Xe anh có vấn đề sao? Just a little tired. Không có chuyện gì hết. Không có gì. You should be more vậy careful. Anh chạy cẩn thận đấy. Được rồi. Are you sure? Okay. Được, okay. Được chứ. Được chứ. You take care anh, of yourself. Anh chạy xe ban tối. All right. Phải cẩn thận đây. Cảm ơn. I'm not losing my mind. I'm not losing my mind. Không có chuyện gì hết. Không có chuyện gì hết. Không có chuyện gì đâu. My car just broke down. Xe tôi hư rồi, không đi được. My car just broke down. Xe tôi hư rồi. I need a ride. Nhìn tôi cần đi gấp. Didn't I just see you back there? I need to stop hả? For me. Amanda? Cô là ma hả? Not going crazy. I'm not going crazy. Đó chỉ là con khùng. Đó chỉ là con khùng.
1 come to the station or inside the station? You were doing 75 in a 55 mile hour zone. Đi đâu vào ban đêm vậy anh Bằng? I didn't realize that. License and registration. Cho xe bằng lái đi. It's late, I was just trying to get home. Giấy kia tôi để ở nhà rồi. Is this your current address? Yes, sir. And you said you were going home. Về nhà một mình hả? If you were going home, shouldn't you be going that way? Sao về đường này? Step out of the car, please, and put your hands up. Tôi có thể kiểm tra xe không? Sir, this is really unnecessary. Spread your legs and put your hands on top of the car. Tôi có làm gì đâu, thưa sếp. Hãy mở cốp xe ra nào. I'm sorry. What's this all about? Tôi xin lỗi. Phải làm như thế này sao? Someone called about you earlier. Tôi thấy anh có vẻ rất lạ. I haven't done anything. Làm gì có chuyện đó. Then you won't mind if I check your car. Cho lại chở cái gì vậy? You got something to hide? No, I... Why do you have to check my car? Tại sao lại kiểm tra xe tôi? Can you pop the trunk for me, please, sir? A trunk? Can you pop the trunk for me, please, sir? Mở cái này ra cho tôi xem nào. Is there a problem? Có chuyện gì hả? No, I just... Không. Copy that. I'm on my way. Được rồi, tôi đến đó liền. Watch your speed next time. You're free to go. Hẹn anh lần khác, tôi sẽ kiểm tra. Sean, can you move the reflector in a little bit for me? Được rồi, cho điểm lại đi. All right, thank you. Here we go. Cảm ơn. Tiếp tục nhé. You are so beautiful. Rất đẹp. Just a couple more. Right. Okay, everybody, that's a wrap. Xong rồi, cảm ơn. Cảm ơn. Yumi, it's very nice working with you. Hôm nay em đẹp lắm. Get to see you again soon. Anh mong gặp em rất nhiều. I knew we would get along. Lâu quá không thấy anh. You have good intuition. And an eye for talent. Vậy em có nhớ anh không? Làm sao quên anh được chứ? I have an eye for beauty. I know. Em rất đẹp. This is going to be a special place. Em rất nhớ anh. For us. Em mong anh từng ngày.
Come on, Yui, answer the phone. Gọi lại cho tôi ngay. Yumi, it's Greg. Call me soon. Nhận được cuộc gọi. We need to talk. Hãy gọi lại ngay cho tôi nhé. Hello? Alo? Hello? Alo? Anh thật lòng đấy. Promise me, you won't have sex. Anh hãy hứa với em là dứt khoát với cô ấy đi. I'm sick of you, leaving me for your wife. Em không muốn cô ấy tìm em nữa. You love me, don't you? Anh có yêu em không? You never loved me, did you? Anh chưa bao giờ yêu em. You know that I love you. Yumi, anh lúc nào cũng yêu em cả. Then show me. Vậy sao anh không làm? I'll wait for you. Em muốn anh mãi bên em. You can never leave me. Em muốn sinh con cho anh. I'm always watching you. Em không muốn mất anh. I'm always watching you. Xem chết. Was she watching? Dừng cái gì vậy? Was she watching? Was she watching? Đó là cái gì chứ? Đó là cái gì?
Okay, come on. No, come on! Amanda. Em cười lên nào. Oh, that looks nice. Okay, one more. No. Chụp thêm một tấm nữa nha. I know. Okay, right. Okay. Được rồi. Once again, we are a happy couple. Lâu lắm chúng ta mới được như vậy. We've always been a happy couple. Em luôn luôn đẹp. Amanda. Mày no, she didn't mean anything to me. Em mãi là của anh nha. Let's not ruin our day. Anh yên tâm. You know I only have eyes for you. Let's try and keep it that way, okay? Cảm ơn em đã cho anh hạnh phúc. I'm gonna be with you forever. I hope em chỉ muốn anh là mãi của em thôi. You'll never get away from me. Đừng bỏ em nha. Guess forever wasn't that long, was it? Anh hối hận lắm. Ai lao đây?
không thể như thế được. Why didn't you give me a ride? Đừng ngồi sau anh đi. Some help with that? Anh đeo giùm cho. Hold still. Okay. Mới à? Vâng. Ouch. I'm sorry. Anh xin lỗi. Maybe you're better. Không sao đâu. My clothes. Whatever you say. Chúng ta lại gần nhau nào. Để đây đi. What? Gì vậy? I thought I heard something. Hình như giờ anh về. Quick, come on. You gotta go. Come through. Em trốn vào đây nè. I'll call you, okay? Promise. Anh sẽ gọi cho em sao? Anh gọi cho em sao? Who are you talking to? Nobody. Anh nói chuyện với ai vậy? Không có ai cả. So, how was your day? Em kiếm gì vậy? Yumi. Hello. Yumi. Can you hear Hello? Me? Anh có nghe thấy em gọi không? I'm sorry. I couldn't get home. Em xin lỗi, gọi cho anh về này. I really wanted to see you. Em nhớ anh quá. I miss you. Em đã muốn gặp anh. Are you playing games with me? Because là em thật đó sao, Yumi? Trả lời anh đi. Anh đã ở đâu vậy? You saw what happened. Em muốn biết chuyện gì what? Không? Greg? Cái gì? I can't hear anh nói you. Đi. Em oh. đang nghe đây. Alo. Chết tiệt. Thank you.
that's just great. Her sangha. Take you back to the lake, Amanda. Sao đến giờ chúng ta lấy nhau rồi? Luckiest girl in the world. I know. I was kidding. Chúng ta sẽ có thật nhiều con. You know, I couldn't have done any of this without you. Don't you ever forget that. Vậy anh thích con trai hay con gái? I have to leave your body here in the woods. Anh sẽ đem em đến đó. Thôi nào. Shit. Chết tiệt. Thank you.
crazy? Anh điên à? I ran out of gas. Đã bởi cho tôi chút xăng nè. Gas station back there? Đằng kia có xăng kìa. It's your lucky day. I just got some extra gas from my generator and I guess I'm feeling. Sao đi đến những chỗ này mà không đổ đầy xăng chứ? Open the tank. Được rồi, mở ra đi. Open the gas tank. Mở ra đi chứ. Really appreciate this. I didn't realize how long I was going to be out here for. Don't worry about it. Xong ngay thôi. Cảm ơn. That should be just enough gas to get you back to the station. Mày muốn nhớ cẩn thận đây. How much do I owe you? Bao nhiêu tiền vậy? Hey. A pretty wife like that. Anh có vợ rồi sao? Why are you way out here so late? Vậy sao về nhà trễ vậy? This is for you and your troubles. Anh cầm lấy chỗ này. You got something sticking out of your trunk. Cái gì sao xe vậy? Very unsafe when the trunk isn't shut right. Anh chở cái gì sao xe mà bí mật vậy? You can fly open it any minute. Open the trunk, I'll get it for you. No, I got it. It's okay. Anh mở lên tôi xem nào. Không. Được rồi, nếu không thì thôi. What? Cái gì? I'm gonna make sure you get out of here in one piece. Anh có điều gì đó bí mật. You ran out of gas. Tôi biết anh đang lo lắng chuyện gì ở sau xe. Either you're very careless. Anh không qua mắt được tôi đâu. Or you're just having a bad day. Either way. Tôi thấy có miếng vải đó ra ngoài. I'm fine, really. Tôi vẫn ổn mà. Thật đấy. Anh bỏ lại đi. You have a nice night. And go home to your wife. She must be worried sick about you. Anh về nhà mau đi, vợ đang đợi đó. Tôi sẽ làm như thế. Cảm ơn.
Didn't you say you were going home? Anh về nhà nữa sao? I remember now. You told me you sao were going nãy, home. Anh nói anh về nhà. You don't look so good. Where are you really going? Thật ra anh có chuyện gì vậy? Black Lake. And why are you going không there? Có gì. Vậy sao anh đến đây? It's not a hard question. Hãy trả lời câu hỏi của tôi. I killed my wife and I'm planning on dumping her in the middle of Black Lake. Tại xe tôi hết xăng. Okay. Okay. Thế được rồi. You don't have to tell me if you don't want to. Tôi tin anh. Anh cứ làm việc của anh đi. That's funny. Cẩn thận nha. I'm always thinking tôi about dumping là my wife tôi in the middle cũng of không that cần lake nhận khi tôi been a very bad night. Không ai biết chuyện này đâu. Chỗ này anh có sợ không? They are going to find out. Anh giết vợ của anh. Nobody knows. But không ai biết. I know. Nhưng tôi biết. Are you gonna kill có phải me too? Anh sợ cảnh sát không? You know too much. Cô phải chết. Oh.
Black Lake. Stop looking at me like that. Đừng nhìn gì vậy? Me.
Yumi. Alo. We need Yumi to talk. Anh muốn nói chuyện gì? What do you want to talk about? Được rồi, anh nói đi. I want to see you in person. Can I come over? Anh đến nhớ em. I'll explain everything when I see you. Vì vậy, anh muốn gặp em ngay bây giờ. Greg? Jace? You know too much. Cô phải chết. Yumi.
sorry. I didn't mean to kill you. Anh xin lỗi. Đừng giết anh. Leave me alone. Sorry. Không. Anh xin lỗi. We'll be right back.